Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian lập chuyên án trinh sát, khoảng 15 giờ chiều qua, Tổ công tác đặc biệt 113 của Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô bao vây đột kích sới bạc gần cầu Mai Lĩnh thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang 37 đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 2 xe ô tô, 13 xe máy, một lượng lớn tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Thông tin ban đầu cho biết, sới bạc này do Nguyễn Đắc Sơn, tức Sơn Bãi, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông và Tạ Đình Hùng, tức Hùng Hiểu, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội cầm đầu. Sới bạc này thường xuyên được tổ chức trong khuôn viên trang trại rộng hơn 2.000 m², diễn ra 2 ca một ngày, thu phí vào 1 triệu đồng một ca một người. Với những tài liệu thu thập được, cơ quan công an nhận thấy Nguyễn Đắc Sơn và Tạ Đình Hùng cùng đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của một vụ án hình sự, đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, số tiền đánh bạc lớn trong thời gian dài và gây bức xúc trong nhân dân. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.